chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Thị Kim Thoa, Bộ Công an nói truy nã đỏ quốc tế, danh sách Interpol chẳng thấy đâu. Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để truy bắt dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam về nước, theo truyền thông Việt Nam chia sẻ. Diễn biến mới nhất và việc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, viết tắt là Interpol, ban hành quyết định truy nã quốc tế đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an cho báo chí trong nước biết vào hôm 7 tháng 12 năm 2020, theo báo Tuổi Trẻ. Đây là hình ảnh tại buổi họp báo thông tin về kết quả công tác năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ trong năm 2021 do Bộ Công an tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7 tháng 12. Đại diện bộ này cho hay sẽ có kế hoạch để có thể dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương về nước. Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an cũng đã gửi thư cho đại gia đình bà Thoa để thuyết phục họ cho động viên bị can Hồ Thị Kim Thoa về nước trình diện và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cơ quan này cũng làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để phối hợp tổ chức truy bắt dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa về Việt Nam. Tuy nhiên, cũng theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay trên trang web của Interpol, tính đến ngày 8 tháng 12, vẫn chưa có tên bà Hồ Thị Kim Thoa trong hơn 62.000 lệnh truy nã đỏ được ban hành và trong đó có hiệu lực. Trong khi đó, 762 người Việt Nam có quốc tịch bị truy nã quốc tế nhưng cũng không hề có tên bà Hồ Thị Kim Thoa. Vào hồi đầu tháng này, ông Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, đã nói với báo chí Việt Nam rằng hiện chưa biết bà Hồ Thị Kim Thoa đang trốn ở đâu. Việt Nam đã ban hành lệnh truy nã toàn quốc và truy nã đỏ với bộ bị can Hồ Thị Kim Thoa, nhưng ông Sô cũng nói chưa có thông tin việc bắt giữ bà Thoa ở nước ngoài. Tuy nhiên, theo điều tra riêng của Đài Phát thanh và Tiếng nói BBC tại London cho biết, bà Kim Thoa đang sống tại Paris, thủ đô nước Pháp từ lúc bị Việt Nam phát lệnh khởi tố. Dựa theo các nguồn tin riêng của BBC, dường như vào thời điểm bị khởi tố, bà Thoa đang đi du lịch tại Pháp, trong đó có cái trung tâm thiền tập Làng Mai tại Pháp. Sau khi nghe tin bị khởi tố, bà Hồ Thị Kim Thoa đã ở lại Pháp bằng visa du lịch. Trong cuộc họp của Ban Bí thư dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào ngày 2 tháng 12, bà Thoa đã bị xem xét khai trừ đảng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bà Thoa. Cùng ngày, Ngũ Uy Hoàng, cơ quan này đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố bà Thoa. Vào hồi tháng 7 năm 2020, cũng cơ quan Cảnh sát Điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Trịnh Xuân Thanh trong một buổi bổ nhiệm cán bộ của Bộ Công Thương vào ngày 11 tháng 3 năm 2014. Bà Hồ Thị Kim Thoa từng giữ cương vị Ủy ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam giai đoạn 2010-2017. Trong giai đoạn này, bà Thoa được cho là có nhiều vi phạm liên quan đến đất đai và việc sử dụng quản lý tài sản của nhà nước. Thông tin của Việt Nam cho hay, bà Thoa đã bỏ sinh hoạt đảng sau khi có quyết định nghỉ hưu và đã ra nước ngoài sinh sống. Về vụ việc này, blogger Bùi Thanh Hiếu, một người cũng đưa tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Paris để chờ làm thủ tục dẫn độ về Việt Nam. Ông Bùi Thanh Hiếu viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Số của bà Hồ Thị Kim Thoa thật kỳ lạ. Lần thứ hai bà tạm bình yên, lần này do vụ nhân viên hàng không bị dịch ở Việt Nam. Các chuyến bay đến châu Âu, danh nghĩa cứu trợ trở nên khó khăn. Hơn nữa, hôm nay rất có thể bà bị nhiễm corona, đang sốt ly bì. Bà ấy có tình nguyện về Việt Nam cũng chẳng biết thu xếp cho bà ấy về như thế nào. Pháp thì chẳng có lý do gì để nhốt bà ấy vào tù đợi Việt Nam đưa máy bay sang. Việt Nam cũng không thể mang bà ấy vào sứ quán, giam, chờ ngày chuyến bay tới. Thế là bà ta ở trong nhà tại Paris, còn các chiến sĩ của ta nửa công khai, nửa kiểu côn đồ, lảng vảng túc trực quanh nhà bà ấy. Thời gian này, nhiệt độ châu Âu trung bình 2 độ ban đêm, xuống thì còn thấp hơn. Nói chung, món họa mi trùm đầu của các quý tộc sẽ khó mà có trên bàn ăn trong buổi tiệc thứ 14, dự kiến giữa tháng 12 sẽ tổ chức. Trước đó, vào hôm 3 tháng 12, ông Bùi Thanh Hiếu cũng tiết lộ như sau.
chiều hôm qua giờ Pháp, tức là cách đây 20 giờ, người của Bộ Công an đã xác nhận rõ nơi bà Thoa ở tại Paris. Đây là hình ảnh blogger Bùi Thanh Hiếu, còn có biệt danh là người buôn gió, hiện đang sống tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Sau đó, báo Dân Trí cũng liên tục đưa tin về bà Thoa. Chắc họ cũng đã được thông báo về kế hoạch từ các mật vụ đang vây quanh nhà bà Thoa, chờ sáng nay phối hợp với cảnh sát Pháp đưa bà về. Lần này sẽ chính thức và bài bản không hấp tấp như lần trước. Blogger Bùi Thanh Hiếu tiết lộ như thế vào hôm 3 tháng 12. Và đề nghị bà Hồ Thị Kim Thoa về nước trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra tin báo như vậy vào buổi họp báo về tình hình kết quả công tác vào năm 2020 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 7 tháng 12. Báo Người Lao Động dẫn lời Đại tá Chữ Bang Dũng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết liên quan đến vụ án bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang trốn tại Pháp. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol đã ra quyết định truy nã đối với bà Thoa. Riêng Bộ Công an thì đã đề nghị gia đình yêu cầu bà Hồ Thị Kim Thoa về nước để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thời gian tới, Công an Việt Nam sẽ có kế hoạch để dẫn độ bà Thoa về nước để phục vụ quá trình điều tra, ông Dũng cho biết. Tuy nhiên, tính đến hôm 3 tháng 12, danh sách 56 người đang bị niêm yết truy nã đỏ trên trang web Interpol theo yêu cầu của bà Hà Nội không hề có tên họ bà Hồ Thị Kim Thoa. Và mà cho mãi đến hôm nay cũng như vậy. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đảng Cộng sản Việt Nam hiện được cho là đang cư trú tại Pháp trong lúc báo của Đảng đăng tin bà bị khai trừ Đảng từ xa sau khi đã bị truy tố và bị truy nã đỏ. Đây là hình ảnh lô đất vàng 246 Hai Bà Trưng có giá trị tới 3.817 tỷ đồng tại thời điểm bị phát hiện. Vào hôm 3 tháng 12, trong bài bắt bà Hồ Thị Kim Thoa về quy án tội phạm tham nhũng mới sợ, Báo Lao Động đã viết, bà Thoa đã thấy trước cửa tù vì hơn ai hết, bà Thoa biết rõ hành vi vi phạm của mình nên đã bỏ trốn ra nước ngoài qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Điều này chứng tỏ bà Thoa đã chuẩn bị cơ ngơi cho mình trước ở nước ngoài để hạ cánh, nhưng có an toàn hay không lại là chuyện khác. Trước đó, bà Thoa từng có những người đã bỏ trốn như ông Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ, hai trường hợp này đã về quy án. Còn Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc của PVTech, Bùi Công Huy, giám đốc Nhật Cường, Mobi và Hồ Thị Kim Thoa liệu có trốn thoát được hay không? Bài báo đã đặt vấn đề như thế. Cũng theo báo Tiền Phong cùng ngày, tại kỳ họp lần thứ 18 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân Hà Nội cho biết, vụ án Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương và đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát tài sản xảy ra tại Bộ Công Thương và Sapeco Sài Gòn cũng đã được tòa án thụ lý, dự kiến vào tháng Giêng năm 2021 sẽ đưa ra xét xử công khai. Trước đó, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm ở Bộ Công Thương đã vi phạm quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng tài sản tại doanh nghiệp, gây thiệt hại thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng, tương đương 116,9 triệu đô la. Cáo trạng cũng nêu rõ, trong quá trình điều tra, bị can Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò của người đứng đầu Bộ Công Thương và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa. Tuy nhiên, bà Thoa đã bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Đây là hình ảnh ba bị can bị khởi tố trong vụ án liên quan từ trái qua phải gồm Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương. Tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương mới đây trên mạng xã hội lại rộ lên rằng bà bị bắt ở Pháp và chuẩn bị được đưa về Việt Nam chịu tội. Nguồn tin đầu tiên và đơn độc này được blogger Bùi Thanh Hiếu đăng trên trang Facebook vào hôm 16 tháng 11. Tuy nhiên, chưa có báo chí nào lên tiếng xác nhận điều này. Bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị truy nã vì tội danh tham nhũng cùng với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã bị bắt. Tuy nhiên, bà Thoa đã trốn đi định cư tại Pháp trước khi có quyết định chính thức của cơ quan công an. Blogger Bùi Thanh Hiếu là người cũng đưa tin ông Trịnh Nhân Thanh đã từng bị bắt cóc tại Berlin ở Đức. Và sau đó mọi việc đã được cảnh sát Berlin xác nhận điều này và điều tra truy tố xét xử một cách chính thức. Ông Bùi Thanh Hiếu cũng là người nguồn tin độc lập lên tiếng trước tất cả các báo chí quốc tế về vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất ở Bangkok, Thái Lan. Và cuối cùng, sự thật cho thấy sự phát hiện của ông Bùi Thanh Hiếu là khá có cơ sở. Cùng với nhà báo nổi tiếng vì có nguồn tin đi trước mọi báo chí chính thống khác cũng như nhà báo Trương Huy Sang, Trương Châu Hữu Danh, Lê Nguyễn Hưng Trà,
thì ông Bùi Thanh Hiếu được nhiều người theo dõi vì luôn có những tin tức khá đặc biệt theo kiểu trang chân dung quyền lực, một thời cách đây vài năm chuyên đưa tin về nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, bản tin của ông Bùi Thanh Hiếu được đưa ra lập tức được loan truyền mạnh trên mạng xã hội. Phía Việt Nam thậm chí còn có một báo mạng đã đưa tin rằng Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Tuân Sô, Chánh văn phòng Bộ nói rằng ông chưa có tin tức gì về vụ dẫn độ bà Thoa về Việt Nam. Liên quan đến sự việc, phóng viên báo Doanh nghiệp Việt Nam đã liên hệ với Bộ Công an để xác minh sự việc. Đại diện Bộ Công an, Thiếu tướng Tuân Sô, Chánh văn phòng của Bộ cho biết Bộ không nhận được thông tin chính xác về việc này nên chưa xác nhận nguồn tin là đúng hay sai. Cũng theo báo mạng Doanh nhân Việt Nam đưa tin về vụ việc chia sẻ như thế. Thông tin cho thấy rằng cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị mật vụ Việt Nam bắt giữ cách đây khoảng hơn một tuần tại Pháp, hiện đang bị giam giữ tại cơ sở ngoại giao Việt Nam tại Paris và đợi chuyến bay trở về Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh đang ở Berlin, hình bên phải, và sau đó xuất hiện trên VTV ở Việt Nam với lá thư xin đầu thú. Thông tin chi tiết về việc bắt giữ này sẽ được kể chi tiết khi bà Thoa trở về Việt Nam, bản tin đầu tiên của ông Bùi Thanh Hiếu đưa ra viết như vậy. Và bà Hồ Thị Kim Thoa đang bị giữ ở Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp, khả năng bà bị đưa về Việt Nam là rất lớn. Có vẻ chính phủ Macron đã được báo trước chuyện này qua chuyến thăm bí mật của quan chức cấp cao chính phủ Việt Nam cách đây gần một tháng. Nữ nhân vật thứ hai hiện nay cảnh sát Pháp đang bắt giữ nhưng họ chưa trả lời dứt khoát với phía Việt Nam có đồng ý cho về cùng bà Thoa hay không. Ngày mai có chuyến bay từ Pháp về Việt Nam, khả năng bà Hồ Thị Kim Thoa sẽ về trong chuyến này. Anh em nào có hứng thú để tìm thông tin chuyến bay về sân bay nào để chụp ảnh để đời. Bà Thoa lúc bị bắt đã sợ hãi, tụt huyết áp, có lẽ bà về chuyến bay vào ngày 11 tháng 11 năm 2020, nhưng lúc đó chưa thỏa thuận xong. Trong đoàn bắt người, từ Việt Nam sang có bà Lê Khắc Phê là bác sĩ sinh năm 1960. Tuy được cảnh báo sớm, nhưng bà Thoa vẫn chủ quan và tin rằng phía mật vụ Việt Nam không dám bắt bà tại Pháp. Bà không nên nhận thức được Macron đã từng đi đêm với Putin thì sẽ không ngại gì đi đêm với Việt Nam. Ông Bùi Thanh Hiếu cũng thông tin như thế. Tuy nhiên, trong bản tin mới nhất, ông Bùi Thanh Hiếu lại nói rằng khả năng vụ dẫn độ có thể trở ngại vì hiện nay thân thế của bà không rõ là người nước nào, nên phía Pháp khó có thể đồng ý cho Việt Nam dẫn độ. Và với tình hình rất căng thẳng như vậy, nhưng luật pháp quốc tế cũng như luật pháp tại nước Pháp hoàn toàn khác với Việt Nam vì một đất nước có tam quyền phân lập, nên việc truy nã, bắt giữ và dẫn độ bà Thoa về Việt Nam rất khó trong tình hình hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 11 tháng 12 năm 2020 với bản tin vụ Hồ Kim Thoa, Bộ Công an nói truy nã đỏ quốc tế, danh sách Interpol chẳng thấy đâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.